Ok, xin chào tất cả anh em nhé. Đạt 356 hôm nay sẽ làm vlog nhỏ nhỏ gọi là đi Sóc Sơn để đi chơi đấy với cả thằng bạn mình. Bọn mình thì vừa đi mua đồ xong và bây giờ thì đến lượt cái thằng này quay, nó nói tam nham gì ấy. 4:30 nó mới inbox rủ mình đi Sóc Sơn không, thế là thôi lại 5:30 vác đồ đi luôn. Được cái hôm đấy đi cũng không quá nắng lắm, cũng không mưa, may. Ui, mà mình đang ở đâu đấy? Mình đang ở Sóc Sơn mà. Cái bên cái bãi biển nhỉ? À, bãi biển. Ôi. Còn đường còn lâu chứ. Còn đường còn lâu. Ra biển thôi. Khổ quá, đi được có tí mà đã sầm sờn. Được cái hôm nay mình không phải lái mà là nó lái. Mình sẽ ngồi đằng sau, thấy có xe gì đẹp thì quay cho anh em luôn, hiểu không? Còn đây là một chiếc Range Rover Sport anh em nhé. Biển 25858 cũng keo phết đấy. Đây không phải là đời mới nhất nhưng mà nhìn nó vẫn đẹp anh em nhờ. Quay đằng sau thì cứ phải gọi là hết nick chấm luôn. Đóng cũng tương đối căng, lại không đuổi được anh em ạ. Sau khi dừng đèn đỏ thì lại lên trên đầu em nó này. Ui đẹp dã man anh em nhờ. Đẹp thật đấy. Ô hai thì tóm lại đều là vlog đi chơi hay là đi săn xe em ấy. Từ nãy giờ toán có xe không? Thì vừa là clip đi chơi vừa là đi săn xe được chưa? Quay cái clip này xong thì mới biết là Camry nhìn đẹp dã man anh em nhá. Không, này là bọn mình đang nghỉ tí bởi vì ngồi nhiều nó êm mong quá. Nghỉ một tẹo đấy thôi xong tiếp tục lại lên đường luôn. Nhưng mà đằng kia nhìn trông tối kích của anh em nhờ. May chỗ này có đèn nhìn sợ quá. Đến cái chỗ này là tắt đèn đi, trả lại tâm trí đây. Ui dồi ôi, đen thui luôn. May mà còn có những xe mà kiểu ngược chiều ấy, hoặc là những xe cùng chiều nó còn có đèn sáng sáng tí. Không thì không nhìn thấy gì luôn. Bọn mình đi vào đúng cái hôm mà trên này người ta tổ chức hội chợ hay sao ấy, trông đông vui, tấp nập ra phết đó chứ đùa. Mà cái mùi đồ ăn này chưa bao giờ là thơm như bây giờ. Thôi, tập trung vào chuyên môn. 7:30 mới đến nơi này. Lúc đi hơi lâu một tí bởi vì vừa đi vừa mò, nói chung là kiểu cũng đi chậm thôi, không dám đi nhanh. Và cuối cùng sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm thì bọn mình đã đến nơi điểm cần đến. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cơ sở ở Sóc Sơn nha anh em. Đây chủ yếu cho thằng này đi thôi, mình chỉ gọi là đi support theo thôi. Nhìn chung là tưởng đi xa xa tí thấy mệt, nhưng mà ai ngờ lên không thấy mệt lắm, ăn cũng no rồi, cũng chả đói lắm. No. Đến lúc đi về thì lại đói, bây giờ đói thực sự luôn nha. Bây giờ đi ăn này để thử trải nghiệm ẩm thực ở trên này nó như thế nào. Trông bánh cuốn rất phết, bây giờ đi ăn. Bây giờ đấy, các bác bảo vệ cũng nhắc tới đây thôi, đi dài cho các bác nghỉ ngơi. Mèo rồi, đi đã tối rồi về tối hơn rồi, rồi ôi sợ đấy. Ủa nhưng mà sợ đến mấy thì cũng đến được đây rồi. Đây là xúc xích tẩm bột rồi chiên lên nhé, 10.000 một cái, tổng thiệt hại hai cái là 20.000, ngon phết. Lo dạ thêm cái hai cái bánh xèo nữa, một cái giật mình luôn, có 10.000 cái, quá rẻ mà đầy áp nhân luôn. Đây nhá, xong bọn mình quay boomerang chạy bằng cơm, lắc. Thôi ăn đi, đói bó sự lắc gì nữa. Các bạn phải hiểu ấy, cái bánh này có 10.000 thôi, có nhiều nhân kinh khủng khiếp này, cực kỳ nhiều nhân. Nó bị rơi xuống. Từng đó là đủ năng lượng để đi về Hà Nội rồi nha anh em nhé. Xít nữa thì sẽ phải đi quốc lộ 5 cũng dở đấy. Thôi đi về Hà Nội đây. Còn đây là một chiếc Range Rover Autobiography phiên bản trục cơ sở dài anh em nhé. Còn đây là vẻ đẹp của phần đầu em Range Rover này anh em này. Ui đẹp dã man anh em nhé. Đây lại xuất hiện thêm một em nữa này. Ui đẹp nhá. Nhìn nó cứ bị mê kiểu gì nhỉ. Xe sang của Hàn Quốc này anh em này, con này là Genesis hình như là GV80 hay sao anh em nhỉ. Đi thế thôi cũng đến gần 10:30 rồi đấy, cũng muộn phết rồi anh em ạ. Thế nên là mấy anh em mình đói quá, thôi về đóng phát bánh cuốn về ngủ cho ngon. Nay đi thì gặp mỗi Rover gọi là sang trọng nhất thôi, chỉ còn lại mấy con xe kia bình thường. Thế thôi, hẹn anh em clip sau mình quay được xe sang nhiều hơn nữa nhá. Bye bye anh em.